Lộ tên Phi Nhung đã xuất viện, chuẩn bị về Việt Nam. Thời gian qua, bệnh tình của Phi Nhung luôn được cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Mới đây, con gái của Phi Nhung bất ngờ hé lộ tình trạng sức khỏe hiện tại của mẹ với mọi người. Trao đổi với báo chí, cô cho biết mẹ Phi Nhung vẫn đang được điều trị và tiến triển rất tốt theo từng ngày. Theo thông tin được Wendy chia sẻ, tình hình hiện tại của mẹ đã có những dấu hiệu chuyển biến tốt so với thời gian đầu nhập viện điều trị. Không chỉ có y bác sĩ tận tâm giúp đỡ cô mà nhiều khán giả đồng nghiệp vẫn luôn cầu nguyện cho Phi Nhung có thể sớm khỏe mạnh và quay trở về bên gia đình. Trên trang cá nhân Wendy đăng tải hình ảnh với mẹ ngày trước kèm dòng trạng thái: "Mau khỏi bệnh rồi về mẹ nhé. Tháng năm ấy thật hồn nhiên và bình yên mẹ nhỉ." Đây được xem như là một tín hiệu tốt về sức khỏe của Phi Nhung sau tháng ngày điều trị tại Mỹ. Giọng ca bông điên điển được biết là nhập viện trong tình trạng khẩn cấp và phải có sự can thiệp của máy emo. Thông tin Phi Nhung mắc Covid-19 trước đó đã được quản lý thông báo trên trang cá nhân. Quản lý của Phi Nhung chia sẻ trên trang cá nhân. Thay mặt Phi Nhung xin cảm ơn sự quan tâm của khán giả, báo chí trong những ngày qua. Phi Nhung đang được điều trị Covid-19 tại bệnh viện Chợ Rẫy. Phi Nhung hẹn gặp lại mọi người trong thời gian sớm nhất. Mong mọi người cùng cầu nguyện cho Phi Nhung trong khoảng thời gian khó khăn này. Ngọc Sơn đại diện Bào Thủy tặng 500 triệu cho 23 con nuôi Phi Nhung nhưng bị từ chối. Vào ngày 15 tháng 11 tại Chùa Pháp Vân, lễ chung thất 49 ngày của cố nghệ sĩ Phi Nhung đã được diễn ra trong không khí trang trọng. Hình ảnh các con nuôi Phi Nhung trang hoàng bàn thờ và đọc kinh cầu nguyện cho mẹ khiến nhiều người không giấu được xúc động. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều nghệ sĩ có mặt để thăm viếng cố ca sĩ Phi Nhung. Theo đó, danh ca Ngọc Sơn đã tranh thủ thời gian để đến viếng, và hát tiễn biệt người em thân thiết. Sau khi trình bày xong ca khúc, nam nghệ sĩ đã nén lại sân khấu và chia sẻ ngẹn ngào. Thật sự Ngọc Sơn thương Phi Nhung như người em trong gia đình. Hôm nay là ngày tưởng niệm của mẹ, nhưng Ngọc Sơn nén lại cho tới giờ phút này vì thương Phi Nhung lắm. Người có tâm có đất mới nhận mấy đứa nhỏ ở ngoài mà nuôi. Nuôi mấy đứa trẻ không phải đơn giản đâu, còn giải quyết bao nhiêu chuyện nữa, chứ không phải bỏ tiền ra nuôi là được, phải có tâm. Sau đó danh ca Ngọc Sơn mời các con nuôi của Phi Nhung lên sân khấu và chia sẻ, hôm qua Ngọc Sơn lùng khắp Sài Gòn để mua 50 thùng sữa để gửi tặng các con. Ngọc Sơn cũng đại diện cho xi si măng Xuân Thành gửi đến các con 500 triệu đồng. Trước tấm lòng của danh ca Ngọc Sơn, sư cô Thích Nữ Minh Viên, trụ trì chùa Pháp Lạc và cũng là người đồng hành với ca sĩ Phi Nhung và 23 người con nuôi đã có đôi lời phát biểu. Trước tiên sư cô xin chân thành cảm ơn quý anh em nghệ sĩ đã đến đây kính viếng và chia buồn trong lễ trùng thất của Phi Nhung. Sư cô cũng vừa được nghe ca sĩ Ngọc Sơn và Si Măng Xuân Thành ngỏ lời tặng số tiền cho các con. Đối với sư cô và các con, số tiền đó rất là lớn, nhưng ngược lại, nó phải để trong lúc này, sự đau đớn nhất của sư cô và các con chính là sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung cũng như các con đã mất mẹ lần thứ hai. Ngay trong lúc này sư cô và các con dùng hết tâm trí để lo cho mẹ trong buổi lễ chung thức này cho hoàn mãn. Sư cô xin chân thành cảm ơn tấm lòng đó, nhưng sư cô xin khất lại và không nhận số tiền đó. Thông tin tình hình sức khỏe ca sĩ Phi Nhung mới nhất ngày hôm nay. Thông tin ca sĩ Phi Nhung vẫn còn sống, hiện tại cô ấy đang ở bên Mỹ cùng với con gái ruột Wendy. Điều này khiến cộng đồng mạng vô cùng hoang mang và phẫn nộ trên khắp trang mạng xã hội. Có người cho rằng đã trông thấy cô đi cùng con gái Wendy, ung dung bước đi trên đường phố, khiến nhiều người vô cùng rụng mình hoảng sợ. Sự thật ra sao? Có phải Phi Nhung vẫn còn sống như lời đồn hay không? Hay là những thông tin chưa được kiểm chứng? Thì hãy cùng chúng tôi phân tích những luồng thông tin sau. Cụ thể gần đây một khán giả giấu mặt cô ấy cho biết cô ấy đang sống tại California miền Tây nước Mỹ, nơi cố ca sĩ Phi Nhung và con gái ruột Wendy đã từng sống. Cô ấy tiết lộ với chúng tôi rằng chính cô ấy đã thấy ca sĩ Phi Nhung bước ra từ chiếc xe hơi của con gái ruột Wendy. Cả hai đã lặng lẽ đi vô nhà của mình và điều đáng nói ở đây Phi Nhung bằng xương bằng thịt chứ không phải là một người nào khác. Cùng với đó người giấu mặt đã âm thầm điều tra về vụ việc động trời này. Cô ấy theo dõi theo chiếc xe này của Phi Nhung thường đi bên Mỹ. Cô ấy còn cung cấp cho chúng tôi về cuộc gặp gỡ định mệnh tại trung tâm thương mại để làm bằng chứng người đó đã cung cấp cho chúng tôi những bức ảnh này chính xác là phi nhung tay trong tay với ca sĩ mạnh quỳnh vui vẻ mua sắm có lẽ nào người lại giống người một trăm phần trăm như vậy qua đó chúng ta có thể thấy những người yêu quý ca sĩ phi nhung thì vẫn có hy vọng rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ sống lại và về việt nam hát những bài tình ca lãng mạn gửi đến quý vị và các bạn chúng tôi tin rằng một ngày nào đó phi nhung vẫn còn sống và cô ấy vẫn âm thầm cống hiến những bài hát ngọt ngào gửi đến cho các bạn một ngày không xa. Một sự sống vẫn còn tồn tại mà bao nhiêu lời đồn thổi rằng cô ấy đã chết. Chúng tôi hy vọng rằng đây là một cú lừa thế kỷ và chấp nhận nó như một điều hạnh phúc vui vẻ. Một câu hỏi ngây ngô từ con nhỏ của Phi Nhung trong lễ cúng mẹ. Sáng ngày 15 tháng 11, lễ chung thức của cố nghệ sĩ Phi Nhung diễn ra tại Chùa Pháp Vân, thành phố Hồ Chí Minh. 49 ngày trôi qua nhiều người khó tin được việc nữ ca sĩ đã mãi mãi ra đi hơn hết khoảng trống để lại trong lòng đàn con thơ là quá lớn mới đây trên trang cá nhân Đỗ Minh Trí trợ lý của Phi Nhung chia sẻ dòng trạng thái gây xúc động Phi như chú ơi sao con để tóc dài đợi mẹ về mà lâu quá mẹ không về về chú mẹ đi diễn lâu về chú lòng chú quặn đâu con ơi Phi như là cô con gái được mẹ Phi Nhung gọi là công chúa được nhận nuôi và chăm sóc Cô bé từ lâu đã quen với hơi của Phi Nhung, thế nhưng giờ đây người mẹ này cũng không còn. Đến hiện tại cô bé ngây thơ này cũng như những người con nhỏ khác, vẫn chưa hiểu về sự mất mát này mà chỉ nghĩ mẹ mình đi diễn chưa về nhà. Chứng kiến ánh mắt hồn nhiên cùng câu hỏi ngây ngô của con gái Phi Nhung, ai nấy cũng không khỏi nhói lòng. Một số bình luận của cư dân mạng, thấy con hỏi mà lòng quặn đau, thương các con quá. Đúng rồi chú ơi, chị hai đi hát lâu về quá. Bảo sang Mỹ hát đến tháng 10 về, giờ tháng 10 rồi mà vẫn chưa thấy về. Nghe câu hỏi ngây ngô của mấy em nhỏ mà xót lòng, thương cả mẹ và các con quá, gia đình cố gắng nén thương đâu, để còn làm việc khác nữa à. Lễ chung thất của Phi Nhung diễn ra sáng ngày 15 tháng 11 tại chùa Pháp Vân, gia đình cùng đồng nghiệp bạn bè thân thiết đã góp mặt tại đây để tưởng nhớ, tiễn đưa nữ ca sĩ về đất Phật. Hồ Văn Cường vắng mặt còn Thiên Ngân, Tuyết Nhung, Quỳnh Trang không thể đến tham dự vì đang làm thủ tục sang Mỹ. Còn lại tất cả những người con nuôi đều có mặt đầy đủ để tiễn đưa mẹ. Các bé đều đội khăn tang, đôi mắt buồn rầu chắp tay lạy trước di ảnh của Phi Nhung. Chứng kiến cảnh con nuôi của Phi Nhung cùng nhau đọc kinh cầu nguyện và hát ca khúc gặp mẹ trong mơ và mẹ yêu ơi. Những người đến đây đều không khỏi xót xa. Phạm Đức Hiếu, một trong những người con lớn đã đại diện phát biểu. Con cứ nghĩ mẹ Nhung sẽ đi với chúng con một đoạn đường dài, nhưng mẹ đã qua đời ở tuổi 51. Chúng con rất buồn và đau xót cho mẹ. Con xin thay mặt các em gửi vài lời cảm ơn sâu sắc đến những lời chia buồn của mọi người đến gia đình. Dù dịch diễn biến phức tạp, các đồng nghiệp fan của mẹ cũng có mặt đầy đủ trong buổi lễ tưởng niệm này. Không gì đau buồn và xót xa hơn khi mất đi người thân, nhất là đối với những người con nuôi của Phi Nhung, bây giờ còn quá nhỏ và thơ dại.